Nếu như hỏi khai giảng có gì vui, thì hẳn ngày hôm nay rất nhiều người có chuyện thú vị để kể đây. Trường bạn đã khai giảng chưa nhỉ? Cùng Nhanh Trí dự lễ khai giảng online xem có giống và khác gì khai giảng ngoài đời nhé! Hooray! Mới đầu năm học khiến mình xôn xao dạo dực quá. Không biết các bạn trong ngày khai giảng có cảm xúc như thế nào? Ngáp ngủ lên, ngáp ngủ xuống, cười tươi như hoa, chán nản vô cùng hay là rất hào hứng? Ngày khai giảng á, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ảnh là biết ngay thôi. Ở trên sân khấu sẽ kiểu: chúc các em học sinh bước vào năm học mới, gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Còn ở dưới sẽ kiểu: cảm như em nó nhức nhức cái đầu. Có giống bạn không nhỉ? Cũng là đi khai giảng đấy, cơ mà nó lạ lắm. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Đúng là khai giảng online có khác, nhanh gọn lẹ thật đấy. Vừa mới khai giảng xong mà tiếng trống đã vang lên rồi kìa. Sau 3 tháng nghỉ hè, nghe tiếng trống mà thấy xôn xao làm sao. Nhưng các bạn có biết chiếc trống làm từ thứ gì mà có tiếng vang lớn như vậy không? Da người, da trâu hay da heo? Là học sinh đã lâu, nhưng bạn có biết điều này. Có một sự thật là phần thân gỗ làm từ gỗ mít da, mặt trống được làm từ da con trâu đấy. Mà không phải da con trâu nào cũng được đem làm trống đâu nha. Đó phải là những con trâu cái đã già và khỏe mạnh. Sau 7749 công đoạn vệ sinh các kiểu con đà điểu thì da trâu mới được vinh dự trở thành mặt trống. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu, trông oai vệ. Mà khi sờ vào hay nhìn bằng mắt thường, không thể nào phát hiện ra đấy là da trâu được các bạn nhỉ. Cây dùi dài cỡ 4 tấc, hình tròn bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống. Ôi, không ngờ chiếc trống trường mình hàng ngày vẫn thấy lại có lai lịch quái cả trường như vậy. Tung 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 tung! Trống trường vang vọng buổi sớm mai, gọi bạn đến lớp học miệt mài. Mỗi tiếng trống như lời thúc giục, chắp cánh ước mơ bay thật dài. Còn đây, chiếc trống trường này chắc 2 tháng nghỉ hè buồn quá nên mọc cả lông tua tủa như thế này các bạn ơi! Ôi, có người còn đùa rằng nghỉ thêm mấy tháng nữa có khi trống này còn mọc chân mọc tay nhở. Và đây là hình ảnh các bạn học sinh hô hởi, hào hức hí hay hửng được phóng viên người Việt gốc cây ghi nhận ở các trường học nè. Ngày đầu tiên đi học, em mắc ướt nhạt nhòa, cùng mỗi người em ơi, trời ơi, sao thi thà. Đầu năm học mới, được xếp vào lớp lạ hoắc, chả quen ai, kiểu: em nói, em nói. Còn đây là khi được học cùng lớp với nhỏ bạn thân. Tiếp theo sẽ là điều mà bạn nhất định phải biết nếu không muốn bị phạt trước toàn trường nhé. Bạn có biết nhân vật nào sau đây thường xuyên viết thư tặng học sinh nhân dịp khai giảng vào mỗi đầu năm học mới không nhỉ? Chị đẹp Blackpink, Bác Hồ hay Oppa Huy? Duy nhất một người, chỉ có một người duy nhất, đó là Bác Hồ. Lá thư của Bác Hồ gửi đến học sinh cả nước. Dù Bác đã đi xa, nhưng lời dạy của người vẫn còn vang mãi, mà đã là học sinh Việt Nam thì không thể quên được.
non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Nội dung lá thư thật ngắn gọn mà cũng sâu sắc. Bác ơi, chúng cháu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bác đâu ạ. Còn đây sẽ là lá thư mà Nhanh Trí viết tặng tất cả các bạn nhé. Bạn sẽ biết ngay sau khi tìm thấy nó ở đâu đấy. Có bạn nào hồi hộp muốn biết nội dung lá thư là gì không? Đây rồi, lá thư ở đây. Và cùng mở ra xem nhé. Nhanh Trí muốn gửi vài lời từ tận đáy lòng đến các bạn. Năm học mới sẽ có nhiều niềm vui lẫn thử thách, nhưng Nhanh Trí luôn tin tưởng rằng các bạn sẽ vượt qua vì các bạn thật sự tài giỏi và mạnh mẽ mà. Dù có chuyện gì xảy ra thì Nhanh Trí luôn ở đây bên cạnh các bạn. Đừng ngại chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn với Nhanh Trí nhé. Hãy tận hưởng hành trình học tập, gặp gỡ bạn bè và tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh. Nhanh Trí mong các bạn luôn vui vẻ, tự tin và đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới. I love you! Còn bây giờ thì tiếp tục giải đố thôi nào! Hiệu trưởng nhận được một cuộc gọi từ một số lạ nói rằng hắn đã đặt một quả bom hẹn giờ ở trong trường và sẽ phát nổ sau 10 phút nữa. Ôi giời ơi, chuyện gì vậy? Cách để hóa giải quả bom là các học sinh phải giải được câu đố này. Ôi, nguy hiểm thế! Nhưng chẳng lẽ chúng mình chịu thua ư? Phải cùng giải đố ngay thôi. 1 cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5 thì đáp án chính xác là bằng mấy nhỉ? Và đáp án chính xác là bằng 15. Pha này bạn đã cứu được cả nhà trường rồi đấy. Vì bạn quá xuất sắc nên phần quà này sẽ là của bạn. Bạn chọn hộp quà nào? Hãy lưu ý, đây là hộp quà bí mật nha. Hộp thứ nhất, hộp thứ hai hay hộp thứ ba đây nhỉ? Đen, đỏ, đen, bắt đầu! Umbala mở quà ra nào! Ten. Quá là lung linh luôn! Hộp thứ nhất là cặp sách Capybara. Hộp thứ hai là bộ đồ dùng học tập Kurumi. Và hộp thứ ba là móc khóa Labubu. Toàn những ẻm hot đã được lên sóng trong năm học 2024-2025 này ư. Cơ mà đây chỉ là quà online, ngắm cho đã mắt thôi. Rõ ràng là không hẹn mà lại có điều kỳ lạ như thế này ư. Hầu hết các trường ở Việt Nam đều tổ chức khai giảng vào chung một ngày, thế mới ảo cơ chứ. Đó là ngày nào? Mùng 5 tháng 9, 15 tháng 9 hay 19 tháng 9? Ôi dào ơi, quả là easy game. Ngày mùng 5 tháng 9 hàng năm có câu nói rằng một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ và một năm học bắt đầu từ ngày khai giảng đấy. Từ đây chuỗi ngày cặp sách đến trường lại đến, đống bài tập đang chất cao như núi chờ chúng ta chinh phục kìa. Thế nhưng anh đây chị đây chẳng sợ. Vậy nên năm học mới này bạn mong muốn điều gì? Hãy comment một điều mà bạn muốn nhất xuống dưới nhé. Biết đâu điều đó thành sự thực thì sao? Một năm đạt học sinh giỏi này, có được nhiều bạn tốt này, hay điều gì khác? Nhanh tay comment, vận may sẽ đến. Mà tính đến giờ, bạn đón khai giảng được bao nhiêu năm rồi? Liệu có nhận ra điều này không nhỉ? Đây là hoạt động quan trọng gì trong ngày khai giảng? Rõ ràng là hoạt động hát quốc ca rồi. Đây là một việc quen thuộc, lặp đi lặp lại thứ hai hàng tuần, nhưng nó thật linh thiêng. Việc chào cờ và hát quốc ca nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với đất nước và lòng tự hào dân tộc từ khi còn là học sinh đấy. Hát quốc ca rồi, sao mà có thể thiếu nghi lễ chào cờ nhỉ? Cơ mà nghỉ hè lâu quá, bạn còn nhớ cách chào cờ đúng không đấy? Khối người chẳng nhớ nên bị chào cờ sai đây này. Bạn có phân biệt được không? Chào cờ tay trái hay chào cờ tay phải là đúng đây?
Nè nè, nếu chọn sai thì nhớ úp mặt vào gối cả đêm nay đi nhé. Chào cờ tay phải mới là đúng nha. Lúc này chúng ta đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía cờ Tổ quốc, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu. Đặc biệt động tác tay giơ lên đầu biểu hiện rằng đội viên luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của tập thể đội lên trên. Năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng đội vững mạnh đấy. Ông nào mà còn sai thì sau phen này nhớ sửa ngay đi nhá. Mình không nghĩ rằng ngay đầu năm học bạn đã bị quê như thế này đâu. Top những lần quê nhất ngay đầu năm học, check. Top 1, đi nhầm lớp và nhận cái kết ê chề. Cái gì vậy? Top 2, hẳn là không nỗi đau nào bằng nỗi đau ngủ quên đúng ngày khai giảng. Mạnh dạn order thêm 3 tháng nghỉ hè nữa nhá. Vậy nên, hội những dân chơi hệ lười đã nghĩ ra một câu chuyện rằng hey, chẳng có khai giảng cũng được. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như không có khai giảng hay chưa nhỉ? Chúng ta không thể đi học được, không an tâm một chút nào, hay học không giỏi. Nếu không có ngày khai giảng, hậu quả sẽ khó lường đây. Nó sẽ giống như một cuộc đua mà không có tiếng còi xuất phát vậy. Bạn sẽ không biết chính xác khi nào cần bắt đầu. Có thể sẽ thấy lạc lõng và không có động lực để học hành. Bạn cũng sẽ mất đi cơ hội gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ dài và không có dịp khoe bộ đồng phục mới. Ngày khai giảng còn giúp mọi người biết rõ mình đang ở đâu và cần làm gì trong năm học mới. Không có nó, mọi thứ có thể trở nên rối tung đấy. Vậy nên đến bây giờ, bạn đã biết tầm quan trọng của ngày khai giảng chưa nhỉ? Cuối cùng sẽ là bài hát hot nhất ngày khai giảng mà học sinh nào cũng biết. Còn bạn thì sao nhỉ? Cùng lắng nghe xem khả năng âm nhạc của bạn đến đâu nhé. Bài thứ nhất. Quen không? Bài thứ hai. Ôi hàng cây xanh thơm dưới mái trường mến yêu, có loài chim nắng hót. Quá quen luôn. Và bài thứ ba. Quen nhưng mà quên mất rồi. À, mình nhớ ra rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Vào ngày khai giảng thì dĩ nhiên hát mùa thu ngày khai trường rồi. Uầy, khi nghe giai điệu này, mình lại hồi ức vào mùa khai giảng năm ấy, nhanh trí còn được lên múa bài này cơ. Hơi bị oách xì lách luôn. Trường các bạn khi khai giảng hay biểu diễn văn nghệ có bài này không? Hay những bài hát cực choáy nào khác? Comment khoe với nhanh trí và anh em mọi miền nhé! Từ nãy đến giờ, lướt qua một vòng khai giảng như thế, thấy Việt Nam ta đã oách quá rồi. Thế còn trên thế giới, không biết họ có vui như ở Việt Nam mình không nhỉ? Chắc là cũng giống thôi, hay là khác biệt hoàn toàn? Ồ, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nước, mỗi cảnh không giống nhau đâu các bạn ạ. Trong khi trường ở Việt Nam chúng ta thì khai giảng được tổ chức long trọng, múa hát đánh trống tưng bừng. Thì ngược lại, ở một số quốc gia, lễ khai giảng lại được tổ chức qua loa mà thôi. Thậm chí không có lễ khai giảng, ví dụ như ở Nhật Bản thì được tổ chức ngắn gọn nhanh chóng, rồi học sinh vào lớp học bình thường, chứ không giải lướt tha lướt thướt mấy tiếng đồng hồ như ở Việt Nam. Đặc biệt nhất phải kể đến lễ khai giảng của các bạn học sinh ở Ukraine và Israel, nơi mà đang xảy ra chiến sự rất căng thẳng. Khi mà một bên đang là chiến tranh với tiếng súng đạn ác liệt, một bên là những bạn học sinh tay cầm bóng bay tới dự lễ khai giảng với một tâm trạng bất an. Vậy chúng ta mới thấy được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam thân yêu là một điều đáng quý đến nhường nào. Nào, video ngày hôm nay các bạn thấy thú vị không? Nếu mà có thì hãy ủng hộ chúng mình bằng một subscribe và comment bên dưới để chúng mình lên tiếp những video sau nhé.